Nhà thuốc cho em hỏi là anh trai em năm nay 39 tuổi bị u gan đa ổ đã di căn, viêm gan B có virus, vậy có thuốc nào điều trị khỏi hay không ạ? Chào bạn, đối với bệnh u gan đa ổ đã di căn là căn bệnh nguy hiểm. Y học cổ truyền có những bài thuốc có tác dụng hỗ trợ cho việc điều trị bệnh, nên do vậy điều trị khỏi bệnh còn tùy thuộc rất là nhiều vào cơ địa của người bệnh bạn nhé. Bạn có thể áp dụng phương pháp kết hợp liệu pháp điều trị bằng Tây y kết hợp với phương pháp y học cổ truyền dân gian. Đây là giải pháp tăng cường hiệu quả điều trị cho người bệnh. Bài thuốc mà nhà thuốc đang áp dụng để điều trị cho bệnh đó chính là bài thuốc kết hợp từ cây xạ đen. Bài thuốc bao gồm 4 vị: cây xạ đen Hòa Bình, cây bạch hoa xà thiệt thảo, cây bán chi liên và cây an xoa. Đây là 4 vị thuốc nam nổi tiếng được sử dụng rất là nhiều trong dân gian. Hiện nay thì chúng tôi đã áp dụng bài thuốc này để điều trị hiệu quả cho rất là nhiều những bệnh nhân bị ung thư gan, xơ gan và u gan đa ổ. Quá trình theo dõi thì cho thấy những bệnh nhân đã sử dụng bài thuốc trên có biểu hiện rất là khả quan, rất nhiều bệnh nhân đã phục hồi được sức khỏe. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì bạn có thể gọi đến số hotline bên dưới để được nhân viên hỗ trợ thêm ạ.